Quý anh chị thân mến, thì trong video lần này hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng là tìm hiểu chi tiết hơn về dự án cầu Nhơn Trạch. Như quý vị, các bạn chưa biết thì việc xây dựng cầu Nhơn Trạch chắc chắn là sẽ mang đến những tác động tích cực và sâu rộng đến sự phát triển của khu vực Nhơn Trạch, đặc biệt là thị trường bất động sản. Như vậy thì liệu cầu Nhơn Trạch có phải là cứu tinh cho bất động sản hay không? Thì đối với Bất Động Sản Tiềm Năng, việc gọi cầu Nhơn Trạch là cứu tinh thì có phần là hơi khái quát và cần được phân tích kỹ hơn. Theo như chúng tôi biết thì cầu Nhơn Trạch là một dự án trọng điểm trên tuyến vành đai 3 của thành phố Hồ Chí Minh đang từng ngày hoàn thiện, không chỉ là công trình giao thông mà đây còn là động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản Nhơn Trạch. Tiến độ thi công nhanh chóng của cây cầu như là một tín hiệu tích cực thu hút dòng vốn đầu tư đổ vào khu vực và mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Vào đầu tháng 3 năm 2024 thì công trường dự án phía Nhơn Trạch đang trong giai đoạn thi công sôi động với sự hiện diện của nhiều công nhân và phương tiện máy móc. Tuy nhiên thì việc bàn giao mặt bằng dự án vẫn chưa hoàn tất và tính đến nay thì tỉnh Đồng Nai mới bàn giao được 30,04 ha trên tổng số là 49,35 ha diện tích, đạt khoảng là 71%. Dự án cầu Nhơn Trạch có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối tỉnh Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh. Vào đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai hoàn thành việc bàn giao mặt bằng để dự án có thể hoàn thành vào tháng 4 năm 2025, vậy là sớm hơn kế hoạch 5 tháng. Với những tác động tích cực mà quý vị có thể thấy rõ đó chính là kết nối giao thông thuận tiện. Cầu Nhơn Trạch sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Nhơn Trạch và thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, làm việc và sinh sống. Và hiện nay thì việc kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Nhơn Trạch vẫn chủ yếu dựa vào phà cát lái, vốn đang trong tình trạng quá tải và gây mất nhiều thời gian cho người dân. Còn trong khi đó thì dự án cầu cát lái dù đã được phê duyệt từ nhiều năm, nhưng đến nay cả thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai vẫn chưa thống nhất được phương án và thời gian xây dựng. Và chính vì vậy thì vai trò và sự kỳ vọng đối với cầu Nhơn Trạch càng trở nên quan trọng hơn. Và khi hoàn thành thì cây cầu này không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, mà sẽ còn góp phần hoàn thiện hạ tầng liên kết vùng với các tỉnh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương. Điều này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giảm bớt áp lực giao thông cho các khu vực liên quan. Đối với sự thu hút đầu tư thì hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ thu hút các nhà đầu tư đến với Nhơn Trạch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Với thị trường bất động sản Nhơn Trạch thì cầu Nhơn Trạch sẽ hứa hẹn trở thành cứu tinh cho cả thị trường sau nhiều năm thăng trầm. Và hiện nay thì quý anh chị có thể để ý là các khu vực xung quanh cầu Nhơn Trạch đã và đang chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn như là King Bay, Swan Park, Swan Bay. Bên cạnh đó thì nhiều ông lớn khác cũng đang chuẩn bị triển khai nhiều dự án đỉnh đám. Do vậy mà dự án sẽ tăng giá trị bất động sản. Với vị trí địa lý thuận lợi và kết nối giao thông tốt hơn, giá trị bất động sản tại chắc chắn dự kiến sẽ tăng lên đáng kể. Hay là phát triển đô thị, Nhơn Trạch sẽ có cơ hội phát triển thành một đô thị vệ tinh hiện đại và đồng bộ với thành phố Hồ Chí Minh. Sự phát triển của hạ tầng giao thông, đặc biệt là cầu Nhơn Trạch, được kỳ vọng sẽ mang lại làn sóng đầu tư mới, tạo động lực cho thị trường bất động sản khu vực này. Điều này sẽ không chỉ cải thiện kết nối giao thông mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản và đồng thời tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho các nhà đầu tư và người dân. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video lần này. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần tới.